Thanh Đồng chào tất cả mọi người đến với vấn đáp tâm linh lần thứ 22 Thanh Đồng trả lời rất nhiều các câu hỏi tâm linh mà các bạn hỏi Nhưng mà Thanh Đồng thấy nó chung mọi người cần nên biết Và thấy nó là câu hỏi chung của nhiều người lắm Nên mình tích hợp những câu hỏi chung mình trả lời trong một video Còn những câu hỏi riêng mà mình đã trả lời rồi thì mình sẽ không lặp lại nó Mong mọi người thông cảm nha Và có bạn hỏi Thanh Đồng là căn em khi nào ra làm thầy thì qua cái câu hỏi của bạn Thanh Đồng muốn nói và nhắn gửi đến tất cả mọi người biết như thế này Có phải là bạn đã lầm tưởng rằng là ai có căng cũng sẽ ra làm thầy hay không? Bạn biết rõ một điều Căng và căng làm thầy khác nhau Cái căng làm thầy thì người ta thuộc một cái một cái bậc cao hơn một chút xíu Một cái đẳng cấp cao hơn một chút xíu Giống như là rất là nhiều sinh viên học Rất là nhiều học sinh học lớp 12 Trung học phổ thông giáo dục bắt buộc compulsory education đó nhưng mà không phải ai cũng sẽ đậu đại học. Bạn hiểu không? Rất nhiều sinh viên học 12 không phải ai cũng sẽ đậu đại học và nói như vậy để cho dễ hiểu, rất nhiều sinh viên học ngành sư phạm, thầy giáo cô giáo đó nhưng mà không phải ai ra trường cũng sẽ đi dạy học. Thì căn bình thường và căn làm thầy cũng giống như vậy. Họ có một cái phần căn một là để kết nối với tâm linh tốt hơn người bình thường. Hai nữa là quá trình tu tập lục căn của họ có những cái điểm đặc biệt. Ba nữa là dòng điện từ trong người của họ năng động và trồi sụp biến thiên vô 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 tận. Một cái điều rất là quan trọng mà hầu như căn linh là cũng có là chuyển biến tu tập. Nhưng căn và căn làm thầy khác nhau. Thì Thanh Hồng có chia sẻ về căn rồi có chia sẻ về căn thầy bà, nghề thầy bà, nghiệp thầy bà đó. Nếu như mà nó giống nhau là Thanh Đồng làm chung một video rồi Thanh Đồng đâu có tách ra làm chi Và cái biểu hiện của người có căng mà căng thầy bà Thì Thanh Đồng có chia sẻ luôn rồi đó Hai cái đường pháp lệnh Hai cái đường pháp lệnh từ mũi xuống dưới càm người ta nổi lên Trong tâm người ta nổi lên một cái năng lực tâm linh rất là đặc biệt Và trên bàn tay của người ta xuất hiện rất là nhiều cái ấn ngầm Rõ nhất là ở kim tinh và mộc tinh nếu như mà xuất hiện thổ tinh mà nổi một cái ấn Chắc chắn người này sẽ làm thầy Tại vì thổ tinh là biểu trưng cho đường sự nghiệp, đường nghề nghiệp Mà nổi lên một cái mọc ấn làm thầy là Kiếp trần gian đường sự nghiệp công danh Bạn đã phải dướng vào thấn tầm trót mang lưới tơ Thanh đồng diễn đạt và giải trình bạn hiểu không ha mọi người hiểu không căn bình thường và căn làm thầy khác nhau mà căn làm thầy thì họ ở một cái trình độ cao hơn một chút xíu họ có ấn họ có chú nếu mà họ giỏi họ sẽ có binh kỳ lĩnh kỳ mệnh kỳ có bạn hỏi thanh đồng là thanh đồng ơi em tập theo cái pháp môn mà thanh đồng chia sẻ ngồi ở dưới nắng buổi sáng thả lỏng thân và hít thở thì sao mà hai cái chân em nhẹ nhưng mà cái đầu vẫn còn nặng ta Đồng trả lời như thế này Là do bạn ngồi chưa có đủ ngày Ngồi liên tục qua 49 ngày Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai nữa là đúng rồi đó Nhẹ hai cái chân trước rồi mới nhẹ tới cái đầu Nhưng mà đúng nhất là như vậy nè Ngồi qua khoảng 7 ngày đến 10 ngày là nhẹ hai cái tay trước Hai cái tay rồi những cái ngón tay bay bổng luôn nhẹ nhàng như lông hồng trên mây. Nhẹ hai cái tay xong sẽ nhẹ tới hai cái chân, nhẹ cái vai rồi nhẹ cả cái người xong rồi mới nhẹ cái đầu. Là qua 49 ngày sẽ nhẹ toàn thân. Quý vị tưởng tượng đi thanh đồng lý giải cho quý vị nghe, khi mà quý vị bệnh á, khi mà bị âm nhập thể âm nhiễm xác, bị đánh, bị thương, bị hư, bị nhập chú là sẽ bị nặng cái đầu trước. Đúng không? Bị nặng cái đầu trước sau đó là nặng và đau nhất toàn thân. Không tin là ký ức là nhớ kỹ đi Bị cái đầu trước rồi sau mới bị toàn thân Nhưng mà chữa thì nó lại ngộ Chữa thì nó lại là nhẹ cái tay chân Nhẹ toàn thân xong rồi mới nhẹ tới cái đầu Thì nếu mà bạn nhẹ hai cái chân Là bạn đã đi gần đúng rồi 49 ngày tiếp tục nha Có bạn hỏi Thanh Đồng rằng như thế này Thanh Đồng tại sao em có căng Mà em vẫn bị ma phá Thì bạn phải hỏi lại vấn đề thứ nhất Căng gì bạn ẩn quệ ra sao ờ, Như thể nào lớn không nhưng mà Thanh đồng có nói rất là nhiều rồi quý vị. Chúng ta bị ma phá hay không là do chúng ta có giữ giới thanh tịnh hay không. Chúng ta có dâm dục không, có sát giết không, có tham lam không, có mê muội không? Có dối xạo không? Khi chúng ta giữ được năm cái giới đó thanh tịnh thì chúng ta sẽ có định lực nhỏ. Chúng ta giữ được 10 giới tập thiện chúng ta có định lực lớn hơn một chút xíu. Còn chúng ta giữ được giới từ thân khẩu ý hơn mấy trăm giới. Thân thanh tịnh, định lực sâu dày, trí tuệ phát triển phát ra một cái luồng ánh sáng. Tà ma, ma linh không lại gần được. Đó là nói về giới, định và tuệ. Còn nếu mà nói về căn phần ẩn huệ thì bạn coi coi cái phần ẩn huệ bạn đã lớn chưa, mạnh, vững vàng chưa. Còn xét soi ngược lại cái chiều mà cái ma phá đó Thì bạn phải coi coi con ma đó là gì Nếu như mà nó là quỷ thần Thì không thể nào cản được rồi Tại vì căn di mình tu tập chưa có tới nơi tới chốn Mà người ta có ngôi thần, có ấn thần để mà che chở Thì phá bạn là chuyện trong lòng bàn tay thôi Thầy bà mà còn phải nể quỷ thần mà Tại vì thần người ta đã là nửa, con, nửa căn thần nhưng mà vì không có đủ phước sanh thiên cho nên phải lạc vào kiếp quỷ Nhưng mà vẫn là nửa quỷ nửa thần Thứ hai nữa là có một loại quỷ với quý vị Lúc mà còn sống như chúng ta gì nè cũng là tu đạo, tu pháp môn Rồi nó biết phép, biết chú, biết trốn, làng phép chú cho nên khi mà chết đi nó vận dụng những điều nó học ở trần gian á khi mà nó vô nó phá quý vị mà quý vị cũng có phép có chú thì nó biết đường nó tránh nó trốn sợ không có sợ loài tà chỉ sợ loài xuất thân từ chánh ngã về tà thôi cho nên mình giữ giới thanh tịnh từ từ mình có cái định lực và họ không có lại gần mình được đó là những loài ma mà có ấn có phép có chú ma thư dữ đó quỷ thư dữ đó còn những cái loài tầm thường khác thì xin lỗi thật sự người ta không đá động gì đến được quý vị đâu những loài ma mà kém phước đó, không có đi được không có lưng lửng lưng lửng trên không như là trần gian nhân gian đồn đại đâu ma mà bay được là quỷ thần đó ma mà bay được là ma có có năng lực đó còn ma thật sự nha thanh đồng nói thì còn không có đi như con người mình con người còn có phước để đi còn con ma nghèo là chỉ có lớt thôi không đi được không có cái phước để được đi quý vị có biết lời quỷ có nhiều lời quỷ nó khổ 108 trăm lời quỷ mà cho nên nhiều loại, nhiều loài Mình phải xét soi coi Nhưng mà xét soi người ta Không có công hiệu bằng mình xét soi là chính bản thân mình Giới thanh tịnh là tự nhiên có định lực, có ánh sáng Người ta không lợi gần, không chọc phá mình được Vậy thì mình nơi giữ Mình đừng có sát giết Mình đừng có trộm cắp Tâm đừng tham, tâm đừng mê nhiễm Tâm hướng về thanh tịnh Thường niệm Phật để tịnh cái thân không dối gạt không thiêu dệt không nói lời ác xấu không nghĩ điều tà bậy thì thân mình tịnh thân mình tịnh là tâm mình sẽ yên tâm tịnh thân yên định lực phát triển trí tuệ sanh ta đồng nói có gì hiểu không ha có bạn hỏi em là em đốt hai cây nhang trên bàn thờ được không không được nếu mà nói theo tâm linh thì em đốt bao nhiêu cây Đường tâm di tâm, tâm hướng tâm, tâm đồng tâm bao nhiêu vẫn được Nhưng mà nói về phong thủy nha Nói về phong thủy Hai cây nhang là kỵ Điềm tối kỵ Khi mà mình khấn nhang, đốt nhang, lễ bá nhang Một cây, ba cây, năm cây, bảy cây, chín cây không bao giờ tồn tại con số 2, con số 4, con số 6 và con số 8 Chỉ đốt lẻ, không đốt chẳng Nam mô Phật nhớ cho Thanh Đồng câu này nha Đốt nhang chỉ đốt lẻ, không đốt chẳng 1, 3, 5, 7, 9, làm tới Không đốt 2, kỵ Còn lý do tại sao kỵ Điểm này ở đây Thanh Đồng không tiện giải thích Nhưng mà hướng dẫn quý vị như thế Còn bình bông đặt ở đâu, trái đặt ở đâu Nếu mà mình bài trí theo hướng, điều cách song song hai bên đều có thì ok còn nếu chỉ có một bình bông và một dĩa trái thì để ở đâu hoa đặt hướng đông trái đặt hướng tây hoa đặt hướng đông trái đặt hướng tây còn nếu mình có hai cái bình bông thì mình để hai cái hai bên còn nếu chỉ có một cái thì mình mình đặt hoa đặt hướng đông trái đặt hướng tây Thanh Đồng rất là hy vọng rằng những điều mà em chia sẻ nó hữu ích cho đời sống tâm linh cũng như là đời sống cuộc đời của mọi người. Nam mô Phật